Trước tiên á thì tôi chào anh, tôi chào cộng đồng mạng và tôi chào những người là đang coi cái livestream của anh, và chúc sức khỏe mọi người là thật là bình yên và thật là sáng suốt ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Alo. Dạ, em nghe. Dạ. Sau đây á thì tôi cũng có nói về cái vấn đề mà nhân vật á là Hận Tiếp nữa bà con. Thì cũng tiếp theo cái cuộc livestream hôm trước, thì hôm nay Hận á đã là bày ra cái vở kịch mà trả tiền mà cô bảo mẫu là 2 triệu đó anh. Dạ. Dạ, thì chúng ta đã thấy đây là cái vở kịch. Là tại sao tôi nói là vở kịch, thì tôi chứng minh như bà con như thế này, là Hận là bức xúc khi nghe cái cô bảo mẫu nó nhận 1 triệu. Thì anh Hận nói rằng là đã gửi qua bên đó là 4 triệu, có bằng chứng là cái bill gửi tiền. Nhưng anh Hận không đưa ra cái bill gửi tiền, mà toàn là chỉ nói bằng miệng thôi. Là có một cái cô gái đó lại nói là có nhận là 4 triệu. Rồi á là truyền qua truyền lại làm sao đó. Thì á là tới tay của cô bảo mẫu là 1 triệu. Còn 1 triệu nữa là nói là tiền gửi về quê gì đó. Thì tôi thấy như thế này á, rõ ràng đây là cái vở kịch. Chứ nếu thí dụ như đơn giản thôi, cô bảo mẫu làm 2 triệu thì anh Hận trả 2 triệu. Còn cái vấn đề anh Hận cho chị kia thiếu 4 triệu hoặc 10 triệu là cái chuyện của cô kia. Thì đó là một cái vấn đề thứ nhất, đó là phải vở kịch không? Thì tôi nói có cái ý đó để anh và cùng cộng đồng mạng suy gẫm. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó, thì thấy rõ ràng không? Đó là Hận đã có 4 triệu là trả được cho tiền bảo mẫu, mà lại vẫn là lấy tiền của Mạnh Thường Quân. Thì rõ ràng đây Hận có phải là một con người là sạch sành xanh vét cho đầy túi tham không bà con? Đó, đây là cái vấn đề là trách nhiệm, là nuôi con, là anh Hận phải có một cái trách nhiệm đi đầu tiên nhất. Anh Hận vẫn có 4, 5 triệu gì trong túi đây, nhưng vẫn lấy tiền YouTube thêm 2 triệu nữa. Thì như vậy chứng tỏ Hận thật sự ra đây là đem những cảnh mấy đứa con ra để lấy tiền ăn mà xài thôi, chứ thật sự ra đâu phải là cái người nuôi nuôi con, thật sự đâu có tấm lòng nuôi con. Mình nuôi con mình mà nhờ thằng khác trả tiền, thì thật sự bà con, thì tôi nghĩ là thằng Hận này nó là cái nhân vật như thế nào nữa bà con, nó có xứng đáng với 4 đứa con này không? Ngay ở cái 4 triệu lằng xằng là cái vụ là cô bảo mẫu 1 triệu rồi 2 triệu gì đó, nhưng mà tôi khẳng định đây là vớ kịch. Chứ còn nói thật sự đó là tôi cũng đã nói nhiều rồi, thí dụ như giờ tôi nói là anh Sài Gòn đó là không có chuyển tôi 2 triệu, thì anh hơn là anh đưa cái bill ra là xong, là kết thúc. Nhưng mà ở đây á là nó quay quanh qua lại qua để hòng kiếm thêm á là vơ vét thêm cái tiền á là bảo mẫu nữa thôi. Đó là hoàn toàn là vớ kịch, chứ không phải là hiểu lầm hay là một cái sự là chân thật gì trong đó hết cả đó. Thì tại sao mà Hận không đưa cái bill gửi 4 triệu đó? Nhưng mà càng xót xa hơn, hình ảnh nuôi cha nuôi con của thằng Hận là không có ở điểm đó. Và cái điểm thứ hai nữa là Hận là tham lam đo túi tiền Mạnh Thường Quân, một người cha nhục nhã đem mấy đứa con ra để nạo tiền xã hội. Chứ là thật sự là Hận đã có 4 triệu rồi, tại sao mà nhận thêm 2 triệu là tiền bảo mẫu là sao? Con mình mà để người khác lo, thì bà con nói như vậy là xứng đáng để gọi là người cha hy sinh cho con, hay là cái tình mẫu phụ tử không bà con? Đó thì là quay lại vấn đề, thì bà con cũng thấy rồi, 4 đứa con nít đó nó nhỏ nhoi thì ảnh đi kiếm tiền sữa, kiếm tiền tã, kiếm tiền bảo mẫu để anh ăn anh chơi thôi. Còn là bé 2 năm mà bé Phượng Anh ở đó chỉ là gì, chỉ là một ở đợ không công cho ảnh, là một công cụ để là giữ nhà giữ em cơm nước các cái. Thì hình ảnh người cha như vậy, thì tôi nói thật sự bà con, ở cái xã hội này đó đáng nguyền rủa và đáng cách ly họ. Đừng để họ loan tỏa trên cộng đồng những cái đức tính xấu xa về người cha. Rồi tôi nói thật sự như thế này, những kẻ siêng ăn nhát làm không thiếu trong xã hội này,
thì nó cứ thấy cái hình ảnh thằng Hận á là ngây ngây dơ dơ đó, là xạo láo trên cộng đồng, những hành vi gọi là không có đạo đức, rồi họ bắt chước theo như vậy đó. Mà bọn YouTube vẫn cứ vẫn là nếu cao cái tinh thần là cha nuôi con, hãy thương lấy mấy đứa con này. Thật sự bà con thương con nít thì ai cũng thương cả, nhưng mà ở cái hoàn cảnh này mà Hận đã dâng ra cho chúng ta một cái vở kịch này thật là rối rắm. Chứ còn nó thật sự ra đó, bà con thấy không, đó là gì? Nhân nhượng với tội phạm là tàn ác với xã hội. Đó là cái châm ngôn của mấy người á, là trong có chuyên môn á, có nghiệp vụ, người ta nói như vậy thì đúng. Rõ ràng nếu như bây giờ Hận đi á, là thực hiện cái án tù thì á, là bốn đứa con này gửi về nội nuôi, thì tôi nghĩ đó là một con đường tốt nhất. Chứ còn thật sự hình thành á, là những cái hình ảnh xấu trong xã hội và nuôi bằng những cái đồng tiền xấu xa như vậy, thì bà con có chắc bốn đứa là nhỏ đó lớn lên nó có tốt cho xã hội hay không? Thì đấy là những cái vấn đề tôi nói thật sự đây là cũng phải cần là kêu cứu và phải cần có tiếng nói xây dựng một cách thẳng thật. Chứ còn nói thật sự ra bây giờ là con nó giống cha nó thì như thế nào bà con, mà cái đó là định lý từ ngàn đời rồi, con giống cha ấy, hoặc giống mẹ. Mà tôi nói thẳng luôn, con nhàn cũng là cái dạng mà người nình bà cũng chẳng ra gì, mà cái dạng nếu là một người phụ nữ là thương con mà cương trực á, thì người ta ra mặt chính quyền, anh đánh đập tôi, anh phú phàng tôi, thì như thế nào đó để rồi về có trách nhiệm là một người mẹ nuôi con. Còn đằng này á thì hạ con nhà nó cũng mất tiêu, thì đó là xã hội nói là vợ chồng thằng Hận với con nhà này đóng kịch, thì tôi nghĩ cũng đúng luôn. Tại vì sao? Đó là cái hình ảnh như vậy đó. Rồi bắt đầu á là bây giờ là thằng Hận nó núp theo vào á là bốn đứa con nó, bốn đứa con của Hận bây giờ là cái áo giáp cho thằng Hận, bà con. Để Hận vừa là kiếm ăn rồi vừa bảo vệ việc làm là xấu xa của mình trong xã hội. Thì tôi thấy cái vấn đề này là nó rất là oái oăm. Mà tôi cũng đã nói rồi, Hận là một con người nghèo, bây giờ là đã đầy may mắn và vật chất công cụ để sống một cuộc đời là bình yên và có một cái tương lai là phát triển. Nhưng bà con ơi, cái lòng tham của thằng Hận được dẫn dắt bởi là những YouTube bẩn đó, điển hình như thằng Niêu đó. Rồi thằng Hận ơi, mày nói rằng đó là YouTube quay để PR cho mày bán dừa, vậy tại sao mày nhận tiền của thằng Niêu là 2 triệu mấy đó để bán vé số? Rồi bà con thấy không, 2 triệu mấy đó cũng đi vào lãng quên rồi, sẽ cho Hận xài mỗi ngày thôi đó. Thì giờ nó cũng nói đó, ước mơ đó là bán vé số, có tiền vốn bán vé số ngay. Rồi bây giờ nó quay lại, vé số bây giờ khó tìm lắm, nên hẹn lại khi nào có vé số đi kiếm được vé số rồi thì đó là về bán. Thì bà con thấy một cái câu nói của một cái thằng gọi là gì, nghiện ngập, mà gọi là vấn đề là xạo dối trá trên cộng đồng, thì chừng nào phải hứa trước cộng đồng mạng và cái người đưa tiền là 3 bữa nữa còn bán vé số, hay 5 bữa nữa. Còn đằng này nó nói khi nào mà nó tìm được vé số thì nó bán. Vậy thì sao? Tới 1 năm nữa thì lúc đó là nó nói con nó bệnh, nó là nó đau hay nó bịa ra chuyện đó, thế là nó nuốt mất mấy triệu bạc tiền vốn vé số cho bà con coi. Thì ở đây tôi nói thật sự đây là một cái vở kịch mà do cái bọn nó vô lương tâm nó gầy dựng lên. Tôi nói ví dụ như dứt điểm là như ở chỗ Huy Hùng đó, thì bắt đầu là người ta là ở bắt bé mà Phượng Anh về với nội rồi xong ok. Còn một cái ba đám là bẩn bựa, một đám YouTube gọi gần như là thằng Hận nó cũng khí dễ luôn, nó nói theo con ông thì sẽ có mật ngọt, thì đúng là thằng Hận bây giờ là mật ngọt cho mấy thằng YouTube bẩn. Ồ, lại quay anh Hận này, anh Hận khổ sở nuôi bốn đứa con. Mà tính thật sự bây giờ không bạc, tôi cũng xin thật sự mà nói thế này, đồng tiền mạnh thường quân á, và các vị á, cũng làm bằng từ mồ hôi con sót, mà các vị có nhìn thấy rõ hay không?
bây giờ nó đã có một cái ngành nghề và có công cụ mua bán, có vốn mua bán. Rồi con thì nuôi có 6 triệu bạc, tiền sữa tả có người lo. Thì như vậy cần tiền gì nữa bà con? Đấy là rõ ràng đồng tiền của bà con á, là phải về cúng phụng cho cái đời sống á, là sang trọng của thằng Hận là gì? Mặc đồ hàng hiệu, ăn nhậu hải sản, bữa ăn hàng triệu bạc. Đó chứ có được cái gì gọi là nha, là nó có cái mà cái ý nghĩa gì trong cái cuộc sống xã hội đó, mà nó hình thành lên á những cái sự bất công, và nó sẽ gây ra nhiều những cái hình ảnh lười biếng lao động rồi xảo trá trên cộng đồng, rồi nó không còn lại được một cái gì mà để động lại á, là để nhân văn đó. Thì giống như hoàn cảnh Trọng Súng 2 năm rưỡi trời, bao nhiêu tiền của bà con cuối cùng là sao, biến thành Trọng Súng trở thành một thằng xạo láo lười biếng lao động, ăn rồi nghiêu ngao, thế là đó là ngày này tháng nọ đó. Thì bà con thấy để lại cho cái xã hội Việt Nam chúng ta lực một cái gì à. Và qua đây tôi cũng vậy, tôi cũng xin băng nhóm YouTube của thằng Hận hãy để yên cho cộng đồng á, là có những cái là hình ảnh tốt đẹp cho xã hội, tốt đẹp có nhân văn á, cho cái đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ còn đằng này là mấy ảnh đó là một ngày là 3K đưa ra những hình ảnh xạo láo à. Thì như anh Sài Gòn thấy đó, thằng Hận với thằng Niêu á là đi bán dừa, mà còn lại là chiêm ngưỡng gì cô chân dài thả diều, rồi diều á là con cá voi gì đó, thì đó là cái ước muốn á, là cái bụng, cái lòng tham của thằng Niêu á và cái thằng Hận bán dừa á, cái lòng tham nó phải đầy như một con, dồn cho đầy một con á là cá voi đó bà con. Chứ không phải đơn giản bao nhiêu hình ảnh nó không chỉ, mà nó lại chỉ cái hình con cá voi, nghĩa là đồng tiền mạnh thường quân phải là nhiều tới cỡ đó đó nó mới trùng tay. Thì như vậy á thì bà con thử nghĩ đi, nó gây ra một cái sự gọi là gì, bất công trong xã hội giữa người lao động lam lũ, một nắng hai sương mồ hôi con sót, thì họ như thế nào? Thì thật sự chắc cú rồi, họ phải ngã theo cái đường của thằng Hận sướng quá à, mà là gì, hợp tác với YouTube rồi bắt đầu kêu than kêu khổ à, thế là mong mỏi tiền mạnh thường quân á là đổ về cho mình ăn chơi. Thì cái rõ ràng hình ảnh á, thằng Trọng Súng và thằng Hận á, nó ngày càng làm suy thái đi cái vấn đề lao động của xã hội và cái văn hóa của xã hội luôn, và cái nhân văn đó trời ơi. Một người một Hận á, là một người con đã từng bất hiếu với cha mẹ, rồi đã ngược đãi với vợ con của mình, thế là bây giờ lòng thương xót của xã hội và của mạnh thường quân á, thì tôi thấy như vậy đó là nó cũng đã đủ và đúng rồi. Nhưng mà tại sao bọn chúng ngày ngày giờ giờ á là cứ là kêu cứu thằng Hận giúp đỡ? Rồi anh thấy đi, bây giờ cái xe ba gác của thằng Hận đi bán dừa nghĩa là gì? Để đi đóng phim thôi, đi xạo láo thôi. Chứ còn nói thật sự ra lời á là một ngày á là ba như ảnh nói là một ngày á là 200-300 ngàn gì đó, không có đủ để ảnh xài đâu à. Nhưng mà thật sự với bà con á, đối với cái hoàn cảnh dân nghèo 200.000 một ngày tôi đã từng thấy rồi, họ vẫn nuôi một vợ hai con được trên 200.000 một ngày đó bà con, vẫn tới trường à. Nhưng mà tại sao á là cái bọn đó là YouTube bẩn quá thất đức. Rồi bây giờ nó quay lại chúng ta, nó nói là gì à, hãy sống cho có hậu. Mà tôi hỏi bà con á, cái hậu quả trước mắt chúng ta đã thấy á, là thằng á, là Trọng Súng như thế nào, rồi nó hình thành luôn một cái ông già là ba của Trọng Súng là tò te, cũng biến thành là xuyên ngăn nhát làm xạo láo rồi lưu manh luôn, cũng nó là qua cái tay của bọn YouTube bẩn à, xây dựng hàng trăm triệu rồi cuối cùng sao chơi gái gú nhậu đêm với con nghe dụ, thế là hết tiền rồi về dưới cũng chỉ là hư không. Mà tôi nói thật sự á, cái thằng Niêu này đúng là một cái nhân vật còn oái oăm hơn thằng Hận và hơn thằng Tò Te và hơn thằng Trọng Súng, và oái oăm hơn á là thằng Ni Khơ Me nữa. Nó lại đó
Nó giúp trọng súng thời gian đầu động lại được gì? Nó giúp cho tò te, rồi tò te đờ mờ cha mẹ nó luôn. Rồi bà con thấy không? Cái đồng tiền biết bao nhiêu của Mạnh Thường Quân động lại được gì ở tò te? Rồi bây giờ sao? Nó trải qua thằng Hận là bắt đầu giải cứu trái dừa. À, thì thật sự bà con đây là một cái vở kịch mà bọn chúng mở ra, chà đạp cái tính nhân văn của xã hội Việt Nam, và nó moi móc tiền Mạnh Thường Quân như vậy đó. Mà nó nói rằng là gì, phải là rồi để lại cho Hận là đường nào để Hận làm từ gọi là lương thiện. Mà thật sự chính thằng Niêu hiện bây giờ đã hình thành một cách sống cho cái gia đình thằng Hận là không có lương thiện. À, mà nó lại nói là đổi oan cũng như thầm trách xã hội và những cái ý kiến thẳng thật đó là gì á, là chừng nào để cho Hận á là sống lương thiện. À, thì tốt hơn hết á Niêu ơi, mày biến khỏi cảnh của thằng Hận, rồi thằng Hận nó cứ lâm lam lũ lầm lũi đi bán như bao chiếc xe ba gác trên xã hội này. À, là đi bán là dài theo là từng cái buổi chợ thì nó có phải im mã chứ, nhưng mà lòng tham của bọn chúng nó không có lấp đầy được, rồi do đó nó ngày càng bào mòn đi, mất đi cái tính nhân văn, và nó mất đi cái hình ảnh đó là người nghèo lam lũ của người Việt Nam chúng ta. Rồi đó là sao, nó là còn tệ nạn hơn. Một người cha vất ra là bốn đứa con đi nuôi một tháng 6 triệu làm không nổi. Nuôi không nổi phải đó là cần thêm á là gì tiền rồi giải cứu. Mà tôi hỏi bà con đồng tiền về đâu? Thì đó, thật sự ra đây là những cái vấn đề mà tôi hết sức là ưu tư, mà cái trường hợp này nó cứ kéo dài kéo mãi. Thì biết chừng nào hả Niêu ha? Khi nào mà thằng Hận á là chắc là dung cho nó một đống tiền, nó ăn chơi rồi nó bị bệnh thế kỷ rồi nó chết đi rồi mày mới hết kêu hay sao Niêu? Chứ bây giờ như vậy xe cộ đời mới cái gì cũng có đầy đủ hết trơn thì không có lý gì mà lăn xê nữa cả. Hãy để cho là thằng Hận nó sống một cái cuộc đời bình thường, cho cái đời sống bình thường của những người là thương lái, người ta cũng vẫn mua bán như vậy. Còn đằng này sao nó cứ lăn xê là một cái oái oăm. Rồi bây giờ sao là thằng Hận là nó đã là phát lên một cái tín hiệu kêu gọi tất cả những cái bẩn bựa là theo con ông sẽ có mật ngọt. Thế là con Nga Dù chạy qua đó rồi bắt đầu bất chấp kêu từ thiện nữa. Thì thật sự ra tôi thấy sự quái quâm